ngoan ngoãn đấy, nghe lời bọn tao. Không bị đường ngọc sống yên nổi cái đất này, nghe chưa? Về. Dạ, em chào giám đốc ạ. Đi cả ngày trời, cuối cùng cũng về cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mệt thật đấy. Dạ, từ công ty mình đến đây cũng mất 500 cây liền anh ạ. Tôi vẫn không hiểu sao chủ tịch thích về đây nhở? Dạ, ở đây chi phí rẻ hơn ở trên thành phố, mà lại gần dự án sắp tới nữa ạ. Chủ tịch của mình là người nhìn xa trông rộng đấy anh ạ. Chủ tịch ấy, có cho tôi ở đây làm ấy, tôi cũng xin thua thôi. Dạ, em ở đây lâu rồi nên cũng thấy quen ạ. À, mà cô Dương này, ở đây ấy, có chỗ nào vui chơi giải trí không? Tôi đi được cả ngày nên mệt quá. Dạ, quanh đây bao quát chỉ toàn là núi rừng thôi ạ. Muốn ra thị trấn thì cũng mất khá xa anh ạ. Chán nhờ. Thế mà cô là con gái mà cũng ở đây được cơ đấy. Tại vì em là người yêu thiên nhiên. Trước đây cũng là do em xin chủ tịch về đây làm đấy chứ ạ. Ờ, mà việc tôi giao cho cô ấy, cô làm đến đâu rồi? Dạ, phần đất đó là của một hộ dân ở đây, họ không đồng ý bán, vậy nên em đã đốt sạch rồi ạ. Cô làm tốt lắm, rất đúng ý tôi. Cái gì mà không giải quyết được bằng rất nhiều tiền ấy, thì phải dùng vũ lực với họ. Nhưng mà em không hiểu là tại sao giám đốc lại chú ý đến miếng đất đó thế ạ? Tôi có thích thú cái gì đâu, nghe nói là chủ tịch thích về đây, nên là tôi mua cái mảnh đất đấy, xây cho chủ tịch một cái hồ cá để chủ tịch vui lòng ấy mà. Dạ, nhưng mà họ vẫn chưa đồng ý bán cho mình đâu ạ. Không bán ấy thì đốt hết cho tôi, để xem ấy nó có lấy đất mà ăn không. Nhưng mà làm như vậy là trái với quy định của công ty đấy ạ. Thế bây giờ cô muốn mất việc hay là làm trái quy định của công ty? Dạ, em... Thôi được rồi, đưa tôi đi xem chỗ đất đấy. Dạ vâng ạ. Lương của tôi. Là các người làm chuyện này có phải không? Này này bà chị, mới gặp nhau thôi, làm gì mà không cho nhau một chút thiện cảm vậy? Chúng mày cho người đến đốt nương nhà tao hả? Đúng rồi đấy. Hình như mới đốt hôm qua phải không cô Dương? Dạ. Chúng mày có phải là con người nữa không hả? Con mụ già này, mày có biết tao là ai không? Giám đốc của công ty FM đấy. Chúng mày cút khỏi đây ngay cho tao. Chúng mày đừng hòng lấy được đất ở đây. Cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày đốt hay phá đường cũng được, nhưng chúng mày đừng hòng chiếm được nó. Nào, ngoan ngoãn nghe lời tao đi, bán mảnh đất này cho tao, rồi lấy tiền mua cái mảnh đất khác. Mảnh đất này là của bố mẹ tao để lại cho em trai tao. Chúng mày đừng hòng dùng tiền để lên mặt, rồi chúng mày sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Giám đốc à, hay thôi mình về đi, chứ cứ đừng nói chuyện như vậy cũng không có kết quả gì đâu ạ. Về là về thế nào? Tao nói cho mày biết, nếu như có muốn sống yên ổn được cái đất này ấy, thì khôn hồn bán đất cho bọn tao đi. Nếu không ấy, không phải mỗi cái nương này đâu, mà cả căn nhà của mày đấy, tao đều sẽ đốt hết. Chúng mày được nghĩ, chúng mày có tiền rồi muốn làm gì thì làm nhá. Mày nhìn xem, cái căn nhà của mày ấy có khác gì cái ổ không? Nghe lời tao, bán đất ở đây đi, bọn tao đền bù cho một số tiền, mua cái mảnh đất mới, xây một căn nhà mới, có phải sướng hơn không? Chúng mày đúng là một cái lũ trơ trẽn. Rồi chúng mày sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Chúng mày cút ngay khỏi đây cho tao. Thôi được rồi, cứ suy nghĩ đi. Ngày mai ấy, bọn tao lại tới, không bán ấy thì tao cướp. Cút. Thank you.
chủ tịch. Chủ tịch, sao lại đây ạ? Cậu ăn đây à? Tôi về thăm quê một chút. Mà sao cậu cũng ở đây? Dạ, em người bà con dưới này nên về đây thăm. Ủa, mà chủ tịch nói sao ạ? Đây là quê của chủ tịch ấy ạ. Đúng rồi, quê tôi ở đây. Nhà tôi cách đây cũng không xa. Dạ vâng. Mà tài xế đâu? Sao lại để chủ tịch đi bộ về thế này ạ? Tôi cho cậu ấy dừng ở đầu làng rồi. Lâu ngày tôi không về quê, tôi muốn vừa đi, vừa ngắm cảnh một chút. Dạ vâng, thế thì chủ tịch lên xe đi, em đưa chủ tịch về ạ. Thôi, không cần đâu. Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi đi bộ cũng được. Như thế sao mà được ạ? Anh là chủ tịch, anh đi về quê thì phải có xe đưa đón đàng hoàng. Như thế này người ta đánh giá đấy ạ. Quê tôi còn nghèo lắm. Bây giờ mà ăn mặc đẹp, đi xe sang ấy, mọi người sẽ bàn tán đấy. Dạ vâng, chủ tịch đúng là một người giản dị đấy ạ. Cậu quá khen rồi. Mà này, dự án mới cậu triển khai đến đâu rồi? Anh cứ yên tâm, mọi việc ở dưới này em đã lo ổn thỏa rồi. Mà cô Dương ấy làm việc rất tốt đấy ạ. Nếu được như vậy thì tốt. Khi nào có báo cáo ấy thì gửi lên cho tôi. Làm tốt, công ty sẽ có thưởng. Dạ vâng ạ, được làm việc cho anh ấy là niềm vinh hạnh của em. Mà anh đợi em một chút nhé. Dạ, thưa anh, đây là một chút quà nhỏ, anh nhận cho em vui ạ. Cậu ăn này, cậu biết tính tôi rồi mà. Dạ, đây chỉ là một chút bánh kẹo, không có giá trị về vật chất. Anh cứ nhận đi cho em vui. Đối với tôi ấy, kết quả làm việc của các cậu có hiệu quả, đó chính là phần quà lớn nhất của tôi. Còn những thứ này tôi không nhận đâu, cậu cầm về đi. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Thôi, cậu làm việc của mình đi, tôi đi trước. Dạ vâng, em xin phép chủ tịch ạ. Chị Huyền, chị Huyền ơi, em về rồi này. Chị Huyền, em về rồi đấy. Chị sao thế? Sao lại khóc? Em về rồi thì mừng quá, Tân ơi. Có chuyện gì? Chị cứ từ từ nói em nghe. Chúng nó để cướp đất nhà mình rồi. Cái gì cơ? Sao lại có chuyện đó chứ? Ai lại cả gan dám làm chuyện đó vậy? Người của công ty gì đấy ở trên thành phố, chúng nó thuê người đốt hết luôn nhà mình rồi em ạ. Vậy sao chị không báo chính quyền ở đây? Chúng nó thuê giang hồ đến dọa chị. Bây giờ chị không biết phải làm sao nữa. Được rồi, chị không phải lo lắng gì cả. Em về đây rồi, tất cả mọi chuyện em sẽ lo liệu hết nhá. À, mà chúng nó nói chiều chúng nó lại quay lại đây đấy. Chị cứ bình tĩnh đi, để em xem công ty nào mà dám cả gan cướp đất nhà mình. Mảnh đất này quý giá lắm, bố mẹ để lại cho em, để sau này em cũng có chỗ mà ở nữa. Em biết mà, lần này em về đây thăm chị cũng là muốn tu sửa lại căn nhà này đấy ạ. Không được đâu em ơi, tuổi nó cũ nhưng nó là cả tuổi thơ của chị với em, rồi hình ảnh của bố mẹ quanh đây nữa. Bây giờ mà phá nó đi thì chị không lỡ. Nhưng mà em để chị sống như vậy, em... Chị khuyên thật, nếu em muốn xây nhà thì cứ từ từ em ạ. Em còn trẻ, còn cả tương lai và sự nghiệp nữa, cứ từ từ rồi hãy tính. Nhưng mà để chị sống như vậy em không có yên tâm. Hay là sau Tết này chị lên thành phố ở với em nhé. Thôi, chị không hợp ở trên đấy đâu. Với cả ở đây còn bà con hàng xóm họ hàng, rồi còn phải hương khói cho bố mẹ và các cụ nữa em ạ. Vâng, em biết rồi. Vậy thì em sẽ sắp xếp thời gian thường xuyên về thăm chị nhé. Thôi, em vào trong nghỉ ngơi đi, để chị đi nấu cơm cho em. Vâng ạ, chị cứ bình tĩnh nhé. Nghỉ ngơi đi em. Một mái nhà tranh và một con quạ già ở đây ấy, thật là lãng phí đấy nhở. Các người cút khỏi đây mau. Làm gì mà nóng tính thế bà chị? Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tao dù có chết, tao cũng không bán đất cho cái lũ chúng mày đâu. Chị Huyền,
chị nghe em đi. Chị bán đất cho giám đốc của em đi chị. Cô Dương này, cùng người lạc với nhau, sao cô lại cho cái lũ lưu manh đến phá nhà tôi vậy? Chị Huyền, chị thông cảm giúp em. Đây cũng chỉ là chỉ thị của cấp trên, em cũng chỉ biết làm theo thôi ạ. Thôi, chị nghe em, chị bán mảnh đất đó đi. Đừng có học. Các người có ăn có học, tại sao lại ăn nói vô học như vậy chứ? Thôi, không nhiều lời với con mụ này nữa. Khôn hồn ấy thì ký vào tờ giấy này. Trong thẻ này có 50 triệu, coi như là tiền đền bù đất. Đừng để tao gọi người đến, không thì mệt đấy. Mày có giỏi ấy thì mày cho người đến đây đi. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Con này. Lại. Con. Con định làm cái trò gì đấy? Chủ tịch ạ, sao anh lại ở đây ạ? Đương nhiên là tôi phải ở đây để chứng kiến cảnh cậu đi chiếm đoạt đất đai của người khác chứ. Không phải đâu chủ tịch ạ. Con mụ này đã bán đất cho em rồi ạ. Bán đất à? Mày nghĩ em trai tao dễ tin lời mày nói à? Cái gì? Em trai là sao? Giới thiệu với cậu, chị Huyền đây là chị gái của tôi. Căn nhà này và cả mảnh đất kia là của gia đình nhà tôi. Cô Dương, chuyện này nó như thế nào? Dạ, em thực sự cũng không biết chuyện gì cả. Cô làm thế là chết tôi rồi. Để xem tôi xử lý cô thế nào nhá. Thôi, cậu im đi. Tôi tật công cả. Công ty của tôi là có loại nhân viên như cậu đấy. Chủ tịch, tất cả mọi chuyện ấy chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Hiểu nhầm à? Thế cái việc mà cậu đi đốt lương nhà tôi rồi hăm dọa chị tôi cũng là hiểu nhầm à? Chủ tịch, em... tất cả mọi chuyện ấy đều là do ý của cô Dương. Em chỉ là người duyệt thôi ạ, không liên quan gì đến em cả. Dạ, không phải đâu chủ tịch ạ. Tất cả mọi việc đều là giám đốc chỉ định cho em. Thực sự em cũng không muốn làm như vậy đâu ạ. Cô dám ăn cháo đá bát à? Thưa chủ tịch, em có bằng chứng về tất cả những việc mà giám đốc đã làm ạ. Mời chủ tịch nghe ạ. Giám đốc, anh... em thấy việc này không có khả quan. Với lại hộ dân đó không chịu bán đất đâu ạ. Không bán ấy thì cho người đến đó xử lý rồi đốt hết cho tôi. Nhưng việc này... Sao? Cô làm được không? Hay tôi cho cô nghỉ việc? Chủ tịch, em... Thôi! Cậu không cần phải giải thích gì nữa. Từ bây giờ, cậu không còn là nhân viên của tôi nữa. Và công ty của tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hạng người như cậu đâu. Cậu chuẩn bị mà đi hầu tòa đi. Chủ tịch, em biết sai rồi. Anh cho em một cơ hội nữa đi ạ. Em hứa sẽ không có tái phạm đâu ạ. Những chuyện khác thì tôi có thể xem xét và cho cậu cơ hội. Những chuyện mà cậu làm ảnh hưởng đến kinh tế và làm ảnh hưởng đến tinh thần của người khác ấy, thì làm sao tôi có thể cho cậu cơ hội đây? Em... Ngày hôm nay, nếu như không phải là nhà tôi mà là nhà người khác thì tôi không biết là cậu sẽ giở trò gì nữa. Làm người ấy, cậu nên sống có đạo đức một chút đi. Đừng có lạm dụng chức quyền, cậy mình có chút tiền rồi ỷ thế ức hiếp người khác. Chủ tịch, em biết sai rồi. Anh cho em xin lỗi đi ạ. Hơn nữa, đã là quân tử ấy thì dám làm dám chịu, chứ đừng như kẻ tiểu nhân. Còn bây giờ, cậu đi khuất mắt tôi ngay. Chủ tịch chưa? Đi đi. Dạ thưa chủ tịch, em thực sự xin lỗi chủ tịch ạ. Em là nhân viên cấp dưới nên cũng chỉ biết nghe theo chỉ thị của giám đốc. Em mong chủ tịch xem xét và bỏ qua cho em ạ. Cô Dương này, đã là một nhân viên tốt ý, thì phải biết góp ý cho sếp của mình. Đằng này cô lại tiếp tay cho anh ta làm việc xấu. Cô thật là... Thôi Tân ạ, dù gì cô ấy cũng ở đây, giúp đỡ bà con chọc xóm được nhiều việc. Em bỏ qua cho cô ấy đi. Thôi được rồi, chuyện này về công ty tôi sẽ giải quyết sau. Cô về đi. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. Em cảm ơn chị ạ. Em xin phép em về ạ. Chị Huyền, mọi chuyện xong xuôi rồi. Chị yên tâm nhá, có em ở đây không ai làm khó được chị cả. Thank you.